Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu với anh em một con âm ly rất là độc đáo, rất là hiếm có trên thị trường luôn. Đó là con âm ly đến từ hãng Optonica, model của nó là SM2500. Thì thật ra là anh em nào mà theo dõi kênh của Khôi á, thì Khôi cũng biết là Khôi đã từng bán vài dòng này rồi, kể cả những cái con đời lớn của hãng này. Tuy nhiên cái con này cũng là con lần đầu tiên gặp nhá, nhưng mà nó rất là hay anh em, thật sự luôn, dám cá với anh em luôn. Tại vì Khôi ghép với AR2, ghép với AR4 hoặc là ghép với Advan, ghép với một số dòng loa đất nữa cho chất âm rất là hay. Thì cái phần cuối á thì Khôi sẽ tái chất âm, thì để anh em nghe qua điện thoại mình đánh giá, mình có một chút hình dung nhá. Rồi bây giờ là cái phần hình thức của nó nè, đẹp, chỉ dùng một từ đẹp thôi. Mặt phay anh em ha, nhìn nghiêng là mình thấy có cái dấu phay này đó, chứ không phải mặt sơn. Và các cái núm anh em rất là dễ thương ha. Thay vì một cái núm tròn vậy thì hàng này làm nên những cái chỗ này là cái gạch đó, để mình chuyển kênh này đó, mình chuyển này. Rất đẹp anh em, rất dễ thương luôn ha. Rồi con này đánh hai cặp loa AB hoặc A cộng B, và đặc biệt anh em, con này nó có chỉnh được tần số này, nên chỉnh tần số bắt chép này, bắt chép, lau nét, filter, rất là tuyệt vời ha. Đây nè, tần số của bắt này, tần số của chép này đó, rất là tuyệt vời. Bên này thì các chức năng là reverb, mono, CT vân vân, và có lau nét nữa nha. Đó, rất đẹp. Con này đang còn nguyên chi của nó nè, thì ở đây này, ở đây có thêm một cái điểm nhấn này nè, rất độc đáo ha. À, có thêm một cái miếng này không ảnh hưởng gì, tháo ra còn được nha. Đó, ok chưa? Đó, dính từng con nóc luôn nha, dính từng con nóc, không sơn tốt gì luôn, còn nguyên bản nha, rất đẹp. Đây, Khôi quay cho anh em xem cái đít luôn này ha, rất đẹp luôn. Thì cái con này anh em, nó có thêm một cái chức năng làm remen này nè. Đó, anh em thấy không? Những cái con lý đời cao thì nó mới có cái chức năng này. Anh em có thể làm biến nó thành một cái rề ha, mình tháo cầu ra, mình đổi lại, mình cắm tín hiệu vào đó, nên hai cặp loa. Thì cái con này anh em, công suất nó cũng không quá lớn đâu, không quá lớn nha, nhưng mà quan trọng nhất là nó hay. Thì nó để ở đây là công suất 125W, thì chia ra một cái nó cũng mấy chục watt thôi, nhưng mà đánh tốt AR2 là anh em biết nó cũng khá rồi, nó khỏe rồi. Thì tiếp theo anh em, Khôi sẽ tháo cái nắp nó ra để anh em cùng xem được cái phần bên trong, rồi lúc đó mình sẽ nói về kỹ thuật tiếp theo, nó dễ hiểu hơn anh em nha. Rồi Khôi đang tháo này, mình có cái máy này thì mình tháo nhanh, còn nếu không có thì mình phải mất chút thời gian anh em. Cái nắp trên mình không cần tháo đây, mình tháo 6 con ở dưới thôi anh em nha. Một lần làm clip nó mất nhiều thời gian lắm anh em. Anh em xem anh em cũng biết ha, làm rồi edit rồi mới up lên được. Đây nè, đây là cái phần ruột gan của nó ha. Cái sườn hàng không có xi nhưng mà còn rất đẹp. Đây nè, con bùi nè. Đó. Thì con này chạy cái tủ của hãng Nippon Nichicon, 10.000 mi anh em, không nhỏ đâu. Nên nó là đánh tốt các cái dòng loa ba tấc. Đó. Ngồn nè, tất cả còn dơ nè. Đó. Rồi. Và bên cạnh đó nè, anh em thấy nè, các cái tủ nhỏ này cũng sử dụng hàng Nippon Nichicon nha. Đó, các cái phần mà có mã, có xi á, thì nó còn màu vàng luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, cái hàng này là chạy 4 con sổ sắc anh em. Toshiba chữ đỏ luôn. Anh em thấy khủng khiếp không? Đó. Mặc dù là một cái hàng lạ nhưng mà sử dụng toàn bộ là những cái liền cao cấp luôn. Đó. Thì cá nhân của Khôi đánh giá, nếu cái con này nó không phải là Optonica mà nó là Bione, nó là những cái hàng khác á, thì cái giá trị nó sẽ lên rất rất là cao. Tại vì chất âm nó hay và nó không thua kém gì Akufei hay là Bione đâu nha. Mà rằng lúc mà chắc cũng không có cửa đánh lại nó. Tại vì đánh Evan là không phải đơn giản anh em nhé, lưu ý như vậy. Nhưng mà đánh nó ra tốt luôn. Rồi. Thì cái mức giá anh em, phần cuối là cái phần báo giá. Con này hoạt động hoàn hảo, zin luôn ha, bao zin cho anh em, bao đẹp luôn. Thì cái mức giá để anh em sở hữu con này thì thật sự là
khai báo giá xong anh em sẽ rất bất ngờ về cái mức giá của nó ha. Nó có cái giá là 7.500.000 và mức giá này cũng bao ship cho anh em tận nơi. À, bao ship cho anh em tận nơi. Còn anh em nào ở Sài Gòn mà tiền đường ghé lấy á thì khối có bớt tiền chặt nha. Thì anh em cũng thông cảm là hàng có thể cao hay thấp nhưng mà khối cũng không quá quan tâm đâu. Khối chỉ quan tâm là mình nhập về bao nhiêu thì mình dựa vào cái mức giá mình sẽ bán ra. À, nên anh em cảm thấy hợp lý, phù hợp thì ủng hộ cho khôi. Còn nếu như mà không thấy hợp lý, không phù hợp thì mình cũng vui vẻ, hoan hỉ bỏ qua anh em nhé. Không nên có một số người là comment những cái lời nó rất là khó nghe. À, thật ra là anh em comment á, dù có lập nick ảo thì mình cũng vẫn biết ở đâu liền, mình quản lý được. Nhưng mà mình không muốn đôi co để anh em mất lòng nhau. Thì mình rất chỉ nói rất mong là những người mà đã từng comment nói những lời khó nghe này kia thì thôi mình hoan hỉ bỏ qua. Tại vì mọi người có một cuộc sống, mọi nghề họ làm, họ buôn bán, họ kiếm sống, họ cũng làm ảnh hưởng gì tới mình thì mình cũng không nên là chọc ngoáy ha. Rồi xin lỗi anh em là mình nói hơi nhiều. Rồi phần cuối là phần test chất âm như mọi khi. Anh em mà nghe qua điện thoại nghe được, nghe thấy hợp tai thì chắc chắn ở thực tế nó sẽ rất là hay anh em nhé. Rồi một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp anh em những món hàng tiếp theo. Chúc một ngày mới tốt lành. Đêm đêm nức nở.
phương trời, hỏi anh biết hay không? Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hướng, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn. Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài, thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.